Gió đông nệm buốt đầu mùa, muốn mua đít rẻ, ghé vào shop em. Anh em cần muốn đít cọc dầu online, giá rẻ, nạp thẻ hoàn toàn tự động, không có chiết khấu. Anh em hãy đến với shop76.com nha. Có đầy đủ các loại nick để dành cho anh em tha hồ lựa chọn tại trên shop76.com nha anh em. Tết đến xuân về rồi anh em ơi, anh em đang có nhu cầu có muốn đít cọc dầu online, giá rẻ hoàn toàn tự động, mà nạp thẻ không chiết khấu thì hãy lên ngay shopbcgaming.com để mua ủng hộ mình nhá. Hello các mọi người, và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình nhá. Và mình vẫn là bên Cgaming đây. Thì ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ làm cho anh em xem một cái video. Nói chung là hôm nay thì lâu lắm rồi ấy, mình không có quay video vlog ấy. Thì hôm nay mình quyết định làm một cái vlog cho anh em xem nho nhỏ thôi, cũng gọi là một tí vlog pha vào game ấy. Đó, thì hôm nay ấy thì mình sẽ quay clip của cái thằng gần nhà mình nha mọi người. Sim 2K6 nhá. Thế đây lớp mấy nhỉ? Năm lớp mấy? Lớp 8, 2K6 đúng không? 2K6, lớp này lớp 8 anh em ạ. Và nick thì mình thấy khá là viết đây, là mình muốn quay cho anh em xem tham khảo anh em ạ, xem là ở đây có những anh em nào đang học 2K6 mà nick có viết như thằng gần nhà của mình không nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem luôn thằng gần nhà mình nhá. Rồi, hiện tại thì nó đang chơi ở nhà mình đây. Và bây giờ thì mình sẽ quay cho anh em xem nhá. 2K6 này, tóc tai đẹp trai các kiểu luôn anh em ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ quay vào nick cho anh em xem. Hiện tại thì đây, sâu đi, mình sâu nick cho anh em xem đây. Đây. Đâu, nick có những gì? Nick này thì nói chung là chơi game thì mình chơi game lâu chưa? Nói cho anh em biết. Mình ý, mình với cả thằng này ấy thì ngày xưa chơi game ấy, mình nhớ là ngày xưa mình có cái con điện thoại cúi bắp ấy, hai thằng cày lên 100 ca sức mạnh để vào BT ấy. Khi đó thì mình với thằng này bị phong ban chủ cái BT cờ anh em ạ. Cảm giác vui với đái luôn, ngày xưa nhớ không? Đấy, lúc ấy nhớ thằng đấy phải đái luôn ấy. Mình thì ở lúc ấy thì đang chơi game ở nhà thằng này luôn. Và cái kỷ niệm đấy là kỷ niệm đáng nhớ với đái luôn. Và có một cái nữa ấy mà mình thấy đáng nhớ ấy, là mình cày server, khi mà mình vào server 3 ấy thì mình chơi ấy, thì mình kiểu như là mới tải game thì nó sẽ có server 3 luôn. Và mình với thằng này chơi server 3 đến 100k sức mạnh. Khi mà vào PT ấy thì mình kiểu mấy thằng anh mình ấy chơi ở gần nhà mà, hồi đấy chơi đông lắm, kiểu một xóm chơi luôn ấy. Nhưng bây giờ thì còn mình chơi thôi, và thằng này thì nó mới chơi lại, nó bảo thế. Thì mình mới vào nick để mình review cho anh em đây. Và nói chung là hồi đấy thì đi sang nhà thằng anh bảo rằng anh nó đưa nick cho để vào VT nó chơi ấy. Thì tìm VT không ra, thì sau rồi cuối cùng ra xem cái server ấy, thì nó không đúng server anh em ạ. Thế nên là rất là vui luôn, tại vì kể lại luôn. Đây, ok. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em xem cái nick ngoài nó có những cái gì đi. Đây, anh em xem này. Đây, tớ quay tên các kiểu cho anh em xem. Đấy, nó đi. Đúng rồi anh em ạ, đậu xanh. Đấy, cứ sâu đi, cứ nói đi. Áo phản sát thương này, quần phản sát thương, à quần hút HP à? Mày dùng cái đồ test phản này làm gì ấy? Đi săn điện tử à? Săn điện tử ạ? À? Hay là nick mua nó con, nó cho à? Nó cho từ đầu á? À? Ok, ấn vào nhiệm vụ đi, ấn nhiệm vụ cho anh em xem lại đi. Rồi, thu thập các số kỳ bí này. Đó, hành trang, sâu đi, cứ sâu bình thường. Đó, ui giời, vip phết anh em ạ. Đây, mình sẽ zoom lên cho anh em xem nhá. Đó, thấy chưa? Cho anh em xem này. Úi giời ơi, chắc chơi người rơi luôn. Sâu lại. Tại là mình thì lần đầu mình quay vlog kiểu này ấy, thế là có gì sai sót thì em thông cảm nhá. Lấy nét đã, lấy nét cái con nhân vật của game ạ. Ok, được rồi. Hiện tại thì nên mình thấy khá là vip. Nên ngày mình mua bao nhiêu tiền? Hơn triệu Hơn triệu luôn. Được đấy, nhưng này cũng vip mà. Để mình xem luôn. Để mình xem cho anh em xem nhá. Hiện tại thì HP đang là 500k, Ki là 400k, sức đánh 22k. Lúc này mày mua về thì mày thường làm gì? Online game? Chơi không chơi lắm. Không chơi lắm á? Nhà có điều kiện à? Với 6 cấp 5 trói các thứ cũng cấp 5 các giỏ. Ui, lúc này vip phê đấy chứ. Đệ tử đâu? Đệ tử đây à? Đệ tử bao nhiêu tỷ? 40 tỷ luôn. Uầy, đệ tử 40 tỷ luôn anh em ạ. Căng đét luôn. Đệ tử không đó không mua, không có đồ à? Mấy em nữa anh lấy cái nick kia, con đệ tử của anh nó là đồ xây ra ấy. Anh sẽ lấy cho mày set đồ được. Nhưng đệ tử trái đất này. Không, anh cho mày cho đồ sư phụ này toàn đồ đẻo này. Trái đất anh có đồ cho mày. Còn nếu clip này mà được tầm khoảng 300 like thôi, clip sau thì mình sẽ lấy hết đồ của clip của mình để tặng cho nó nhá. Để làm một cái clip gọi là cho nó ít đồ, chứ tại vì nick nó mua ấy, nó mới chơi lại mà.
nó mua mình còn không biết cơ, tại vì là bây giờ hôm nay mình kiểu sang nhà nó ấy, thằng anh nó xem 2K3, mình sang nhà nó chơi thì mình thấy nó đang chơi game cộng đồng lại luôn, thì mình thấy mình hỏi nó thôi đó, thì mình bảo nó sang đây để làm video luôn đấy. Hôm nay là cũng sắp đến Tết rồi anh em ạ. Đây hiện tại thì là 11:47 ngày 12 tháng 1 nhá, sắp đến Tết rồi đó. Mày có lấy tiền ấy à, tiền mua áo đi mua nick à? Không không á. tao tưởng lại ừ đi chịu. Rồi nick cũng khá ngon rồi, bây giờ mình chơi đi. Mày lấy nick đi làm gì? Mày thường ngày mày hay làm gì? Mày quẩy lên làm gì bình thường? Đi quán nhậu bình thường hay đi với cả đi bật cờ đen, bật cờ đen đi với cả thôi, căng thế à? Được đấy, đi đi, mày đi PK đi, đi tìm chúng nó PK. Ui dồi ôi, PK thế nào đấy? Mới chơi lại quen. Ngày xưa mẹ mày pro player lắm mà, mẹ cày nát cả máy luôn đấy. Quẩy đấy, em nó là trái đất đấy, nó có đủ chiêu để giữ mày lại đấy. Con mèo của mình anh em ơi. Càng thật sự. Đây, mình sẽ qua bên này để quay cho anh em xem. Đó, chắc chưa anh em? Được đúng không? Đi về ra đi. Ôi xời. Đi đâu đấy? Ở làng thôi. Đi à? Cái cả làng thôi mà. Mày chẳng đi đâu không đi úp à? Mua về vẫn sức mạnh như này. Không đi úp thế nào? Từ hôm đi mua về. Có chơi mấy đâu. Mày mua ở trên shop nào? Mua ấy à? Mua của thằng bạn mày hay là mua trên shop hay là gì? Mua lại thằng bạn à? Mua anh gần nhà. Mua anh gần nhà. Anh nào? Việt đấy. Hả? Ô, thằng Việt vẫn chơi game à? Lạc mẹ. Lạc mẹ rồi. Vậy X2. Mày vào lại. Thằng Việt nó vẫn chơi game á? Anh tưởng nghỉ rồi mà. Không, chơi ít. Nghỉ luôn. Nghỉ mới bán rồi. Hả? Nghỉ mới bán chứ. Không, không. Nó nghỉ từ hồi của anh mà. Từ hồi anh chưa làm YouTube mà. 2 năm rồi. Nó vẫn còn nick rồi, hôm nay. Nói chung là nó còn nick này rồi, nó bán lại cho mày cái gì? Nó nghỉ rồi, nó mới bán cái gì? Nó chơi anh còn đéo biết luôn đấy. Ấn đi. Được của nó không anh em? Hai cái 6 nhá, nhìn lớn lớn này thôi, 2K6 đấy anh em ạ, cao gần bằng mình luôn. Dậy thì còn nó dậy thì nó lớn vãi nồi anh em ạ. Đéo hiểu kiểu gì. Về luôn. Nào cho em, chuyển em. Em ủng hộ mình nhá, em ủng hộ mình với thằng em mình nhá. Hai gần nhà mình anh em ạ. Cách nhà mình có một nhà đúng không? Ngay sát bên luôn ấy. Đó nhìn là tôi rất hăng. Sợi. Thôi quay thằng này thế thôi. Nói chung là đột nhập nick của nó vào nick của nó để review. Thế là cũng được rồi, xịn xò rồi đấy. Hôm nay mình sẽ, bây giờ thì vẫn còn thời gian đấy, mình sẽ show cho anh em một số thứ trong nhà của mình nhá. Hiện tại thì đang có con mèo anh em ạ. Con chó, con này là con chó nhưng mà anh em đừng thắc mắc tại sao mình đặt tên là mèo nhá. Bởi vì anh em cũng biết rồi đấy. Ở bên này thì có một cái hồ cá cơ. Nhưng mà cái bể cá này của mình ấy, hiện tại thì nó hơi bị bẩn một chút. Tại vì là mình chưa set up lại ấy. Bởi vì là rêu các thứ nữa. Thế là khá là bẩn. Mình không có set up lại đâu. Một thời gian nữa, 2-3 hôm nữa thì đấy mình sẽ set up lại sau. Ở đây thì mình có một cái cá con này. Đây cũng cá con. Và ở đây cũng là một đàn cá con luôn. Của bọn kia nó đẻ xa. Và mình ở đây. Đấy, mình review cho anh em mấy đôi giày nhá. Hiện tại thì mình đang một đôi Van Old School này. Đó, không biết là mình có nên chuyển sang làm review giày không anh em ạ. Đấy, ở đây cũng có một đôi Van Caro nữa. Đó, dưới này thì có một đôi Van khác. Mình không biết đôi này tên là gì cả. Ở đây thì có một đôi Convert 1970S. Được không anh em? Đây thì là Rick Owen này. Và Mercedes Queen, hai đôi GG 350 V2 của mình ở dưới này nữa. Nói chung là đấy, giày của mình đi học đấy. Và đây là hộp của nó. Thôi thì clip mình sẽ dừng dưới đây thôi.
Nếu anh em ủng hộ mình trong những vlog tiếp theo thì anh em cứ like, share, comment để ủng hộ cho mình và thằng em của mình nhá. Bye anh em đi. Bye nha. À, làm gì đây? Vẫn vegan. Được của nó anh em ạ. Nick của thằng anh em mình ý thì nó khá là cùi. Thế là anh em nhớ like lên 300 like thì mình sẽ sắm sửa lại đồ cho nick của thằng em mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Bye.